Trời đất ơi. Trời đất ơi. Làm gì mà mấy bữa nay mặt mày bà chù ụ vậy, như cái bánh bao chiều vậy? Tôi rầu quá ông ơi. Làm gì rầu? Mọi năm chừng này á là nước đã về mênh mông rồi, mà sao năm nay giờ này không thấy về vậy hết? Thì chắc năm nay về chậm thôi. Có khi nào nó không về luôn không ông? Đó sao tôi biết được? Chuyện đó là chuyện của ông trời. Bà hỏi ổng thì sao hỏi tôi? Tôi với con nhái đầu tư làm lợp quá chừng luôn, chờ con nước về mà giờ nó không về tính sao? Tôi đã nói từ đầu rồi mà, bà với nhái hai má con cười hí hí, năm nay làm quyết liệt mà. Thì bây giờ ráng chịu đi, năm nay bán không được để qua năm bán, qua năm bán không được nữa thì làm củi chụm. Trời đất, ông có biết á là bao nhiêu vốn liếng tôi đầu tư vô đó rồi vậy thì tới chừng nào tôi mới lấy lại được vốn? Kiểu này chắc sạt nghiệp quá. Bây giờ trước mắt đó, bà làm ơn bà giải quyết ba cái lọp bà đi, kiếm cái chỗ nào mà dự trữ nó vô đi, bà chất đầy phòng đầy đường đi hết, không có chỗ đi không có chỗ nằm, không để tôi mệt muốn chết luôn. Tôi chưa nói nữa, tôi nói không chừng năm nay á ông trời cũng hạn luôn đó. Hôm rồi đó nước rong đó mà bà thấy không, có nước đâu thấp sự à. Chào chú Hai thím Hai. Mời kỹ sư Khải uống nước. Chú này cứ chọc con hoài à, chú cứ kêu con là Khải Đen như hồi đó đi. Kỹ sư gì mà kỹ sư, con là dân xứ này mà, phải ở đâu đâu. Đâu được con, hồi đó khác, bây giờ khác chứ. Bây giờ học hành tới nơi tới chốn rồi, làm kỹ sư rồi. Nguyên cái xứ xẻo lá này có một mình con làm kỹ sư à, mình phải trân trọng chứ, phải quý mến chứ. Đó, còn quay về đây giúp đỡ bà con mình làm ăn nữa. À chú hả? À, con đi họp trên xã về, nắm bắt tình hình nuôi trồng thủy hải sản của bà con đó chú. Ờ, sao con? Cái tình hình nó làm sao rồi? Có phải là khó khăn hơn không? Dạ đúng rồi thím, hiện tượng nước lũ về chậm đang làm đau đầu các cấp chính quyền đó thím. Con có biết sao nó chưa về không? Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do mực nước ở sông Mekong đang ở thấp lịch sử, cho nên nước lũ về chậm, có thể là không về. Còn chuyện thứ hai là gì con? Nguyên nhân thứ hai là do hiện tượng El Nino. El Nino là gì con? Là do nước biển nóng lên làm lượng mưa ít đi, kéo theo tình trạng khan hiếm nước. Các đập thủy điện trên thượng nguồn họ sẽ giữ nước lại, làm ảnh hưởng đến hạ nguồn sông Mekong đó thím. Như vậy là đất của mình sẽ nhập mặn, rồi ảnh hưởng tới nguồn nước phải không con? Đúng rồi đó chú. Vậy mình có thể dùng đập ngăn nước mặn được không? Dạ không có tác dụng đâu thím, vì đa phần đất của mình ở đây á là do mặn từ trong đất mà ra. Vậy con đi họp từ sáng tới giờ, con có cách nào để khắc phục không? Với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như vậy á, mình phải nên thích nghi với nó. Mình phải nên chuyển đổi canh tác, trồng những loại cây sử dụng ít nước hơn. Mình phải tận dụng nguồn nước mặn để nuôi trồng thủy hải sản để gia tăng kinh tế. Ừ, dù gì cũng có cách giải quyết. Con đi học về hiểu biết nhiều, về để giúp đỡ bà con mình. Vì vậy bà con mừng lắm đó. Cảm ơn chú.